Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy thì chiếc Huawei P30 Pro đang chờ thay mới pin tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin, pin của Huawei P30 Pro lỗi hỏng, pin sử dụng lúc lên lúc không, dùng nhanh hết, cần một địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn pin cũng như mọi loại linh kiện trên Huawei P30 Pro, quá trình thay thế, sửa chữa quý vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship pin của Huawei P30 Pro đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.